Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo cơ quan chức năng xã Cư Pơn, huyện Rông Búc, Đắk Lắk, có khoảng 30 người tham gia vụ tấn công trụ sở hai xã ở huyện Cư Quyên, Đắk Lắk đêm 11 tháng 6. Rất nhiều người bất ngờ khi biết thông tin này vì trước hôm xảy ra sự việc, người nhà chỉ biết là chồng, con em của họ đi đánh cá, làm phụ hồ, chứ không biết là bị kẻ xấu dụ dỗ với chiêu bài sẽ được sung sướng, được nhiều tiền. Phần lớn những người bị bắt có tuổi đời còn rất trẻ, có người vợ đang mang bầu, có người có 2 đến 3 con nhỏ. Khi hay tin trong nhóm đối tượng thực hiện hành động mang rợ tàn bạo đó có người thân của mình, như mẹ già, vợ trẻ ở quê đau đớn, báo Dân Trí đưa tin. Sau vụ việc rạng sáng ngày 11 tháng 6, vùng quê xã Cư Pơn trầm lắng khác lạ. Ít ai ngờ rằng những người đàn ông của buôn làng vốn hiền lành lại tham gia vào vụ tấn công cách xã Cư Pơn đến 70 km. Chị Hơ Liêng, buôn trưởng buôn Ea Liang xã Cư Pơn, cho biết lúc biết sự việc qua báo đài, người dân ở đây bất ngờ lắm, không ai dám tin vào chuyện đã xảy ra. Riêng trong buôn, có 10 người tham gia vụ tấn công này, họ toàn là những người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Nhắc đến câu chuyện, chị Brukin Brua, 26 tuổi, ngụ buôn Ea Liang, vợ nghi phạm Y Khuit Ayun, 27 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng. Lúc ảnh gọi điện thoại về, em hoảng sợ lắm, không nói nên lời. Em chỉ biết động viên ảnh ra đầu thú, sai thì phải chịu phạt. Em chỉ mong nhà nước khoan hồng, tạo điều kiện cho anh trở về với vợ con. Nước mắt chị Bruin lăn dài trên má. Chị Bruin cho hay, lâu nay chồng chị rất chăm chỉ làm ăn để lo cho gia đình và không hề hay biết anh bị người ta xúi giục. Hiện tại, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhà chỉ có 7 đến 8 sào cà phê, một mình chị nuôi 2 con nhỏ. Cách nhà chị Bruin Kubua không xa. Hoàn cảnh em Nờ Ngọc Nie, 20 tuổi, buôn Ea Liang, vợ nghi phạm Igon, khiến nhiều người trong buôn chạnh lòng. Hai vợ chồng Hờ Ngọc cưới nhau chưa lâu, hiện chị đang mang bầu tháng thứ 8. Hờ Ngọc Nie buồn rầu cho biết, chồng là hiền lành, bình thường ở nhà chăm chỉ làm ăn. Trước ngày diễn ra sự việc, chồng chị nói là đi làm thuê xa vài hôm rồi về. Mấy hôm nay cán bộ xã cũng đến động viên, tránh việc gia đình lo lắng. Tại buôn Ea Clock, chị Hờ Guin Ayun, 32 tuổi, vợ nghi phạm Ifeo Nie, 31 tuổi, mấy hôm nay khóc suốt, cố gắng không suy sụp tinh thần để chăm lo cho hai con nhỏ 10 và 12 tuổi. Sau khi tham gia vụ việc, chồng có trở về nhà và tỏ ra hối hận, nhận thức được việc mình làm đã sai. Ảnh bảo mấy ngày đầu tham gia vụ việc, ảnh có xin về nhưng họ không cho và đe dọa giết cả nhà nên chấp nhận đi theo. Em chỉ biết khuyên chồng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, chị Hơ Guin Ayun nói. Vùng quê vốn yên bình bỗng hóa bi thương, hành vi tàn bạo của những người tham gia vụ tấn công không chỉ gây đau thương phẫn nộ cho người khác mà còn trực tiếp phá tan hạnh phúc của chính gia đình mình. Những người mẹ, người vợ và cả những đứa trẻ thơ phút chốc thiếu vắng người đàn ông trụ cột của gia đình. Trao đổi với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Y Blin Lo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Pơn chia sẻ, cả người dân và chính quyền địa phương quá bất ngờ về việc có nhiều người dân trên địa bàn xã tham gia vào vụ việc, bởi xã Cư Pơn lâu nay là xã anh hùng, bà con chăm chỉ làm ăn, chứ chưa hề có chuyện gây mất an ninh trật tự địa phương như vậy. Hành vi của những người này là quá tàn độc, gây phẫn nộ. Theo ông Y Blin, toàn xã có hơn 2.000 hộ, trong đó hộ nghèo chiếm khoảng 10%. Cuộc sống của người dân trên địa bàn lâu nay vẫn bình thường. Các chính sách an sinh xã hội luôn đảm bảo. Dự kiến năm nay, xã sẽ về đích nông thôn mới. Ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã thành lập 6 tổ đi tuyên truyền, vận động người dân không hoang mang lo lắng, chăm chỉ làm ăn và không được nghe theo lời xúi giục, kích động của kẻ xấu, ông Y Blin nói. Riêng đối tượng cầm đầu Y Tho Ayun, 36 tuổi, xã Cư Pơn từng có một tiền án và ít qua lại với mọi người. Sự việc xảy ra quá bất ngờ cũng khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ. Nhưng nhờ vào sự vào cuộc kịp thời của các cấp ủy, địa phương nên người dân an tâm hơn. Anh Iremi, đội phó, công tác, phát động quần chúng huyện ủy Krông Búc, cho biết công tác tư tưởng luôn được huyện triển khai đi đầu, nhất là hai địa bàn xã Cư Pơn và Cư Né. Có người tham gia vụ việc, cùng với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể đã nhanh chóng đi từng nhà, từng thôn buôn để tuyên truyền ổn định cuộc sống của bà con. Mặc dù nhiều đối tượng đã bị bắt, nhưng công tác tuyên truyền nắm bắt tâm tư của người dân vẫn được triển khai liên tục, tránh việc bị kẻ xấu kích động, người dân bỏ bê công việc, lợi dụng tình hình người thân bị bắt, gây mất an ninh trật tự, anh Iremi cho biết.
Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, xã Cư Pơn, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, nơi có những đối tượng tham gia nhóm tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân hai xã Cư Quyên, vừa mới bị bắt hoặc ra đầu thú. Chị HNA, sinh năm 1993, tại buôn Ea Clot, là vợ của đối tượng Y Felnier, sinh năm 1973, ra đầu thú ngày 13 tháng 6, cho biết qua phương tiện thông tin đại chúng, chị nhận điện được chồng mình có tham gia vào nhóm đối tượng gây ra vụ việc. Đây là cú sốc lớn đối với gia đình và người thân. Đến ngày 12 tháng 6, Y Felnier đã về nhà và quyết định ra đầu thú với mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Theo lời kể của chị HNA, về đến nhà, Y Felnier trong trạng thái hoảng sợ và cho biết khi bị dụ dỗ lôi kéo tham gia nhóm tấn công, nhận thấy việc làm sai trái, nhưng nhóm đối tượng đe dọa sẽ giết cả gia đình nếu bỏ về. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, chị HEA, sinh năm 1974, buôn Ea Clot, xã Cư Pơn, suy sụp hoàn toàn khi nghe tin chồng mình là Y Doan Ayun, sinh năm 1973, có tham gia vào nhóm đối tượng trong vụ tấn công tại huyện Cư Quyên. Theo chị HEA, trước đó, chị chỉ biết chồng đi làm. Đến khi thấy hình ảnh của chồng lan truyền trên mạng xã hội, mọi người trong nhà rất đau đớn. Đến sáng 12 tháng 6, chị Y Doan Ayun về nhà, cả gia đình chỉ biết ôm nhau khóc. Theo lời kể của đối tượng với gia đình, khi theo nhóm này mới bị biết lừa dối để đi đánh nhau, tấn công trụ sở và bị đe dọa nếu không làm theo sẽ giết cả gia đình nên rất sợ. Sau khi sự việc xảy ra, Y Doan Ayun rất hối hận và quyết định ra đầu thú, mong nhận được sự khoan hồng của đảng, nhà nước để được trở về với gia đình. Chị HLA, cháu ruột của đối tượng cho biết, trong cuộc sống đời thường, cậu rất chăm chỉ làm ăn. Do đó, khi xảy ra sự việc, cả gia đình rất sốc và đau đớn. Chị mong buôn làng luôn yên bình, mọi người chăm chỉ làm ăn, yêu thương nhau. Ở trong buôn trong xã, ai đang lạc lối giống như cậu của chị, hãy ra đầu thú để được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Ông Y Lợi Nhiê, bí thư chi bộ buôn Ea Clot, xã Cư Pơn cho biết, sau khi nắm bắt thông tin có người trong buôn tham gia nhóm đối tượng tấn công tại huyện Cư Quyên, chính quyền các đoàn thể đã vận động tuyên truyền gia đình, người thân để đối tượng trình diện và đầu thú. Và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, buôn làng sẵn sàng đón nhận người lầm lỗi trở về để hòa nhập, làm lại cuộc đời. Bí thư đảng ủy xã Cư Pơn Nhất Cơ Pa cho hay, vụ tấn công trụ sở xã tại huyện Cư Quyên trên địa bàn có những đối tượng liên quan. Qua nắm bắt tình hình cho thấy, những người ở địa phương được hứa hẹn cho của cải vật chất, chứ không biết đi theo để làm gì. Vụ việc lần này là bài học sâu sắc. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền vận động người dân, nhất là lực lượng thanh niên cần nâng cao nhận thức. Không tin, không nghe, không theo kẻ xấu, dụ dỗ, lôi kéo, làm những việc trái với quy định pháp luật. Liên quan đến vụ việc, Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng, hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch, chủ động đảm bảo an toàn trong thời gian lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt đối tượng lẩn trốn. Nhận thức hạn chế, bị kẻ xấu dụ dỗ, kích động hay bất cứ một lý do nào đi nữa, các đối tượng gây án cũng không thể ngụy biện cho hành vi của mình. Không những phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, các đối tượng đã tự tay bắn viên đạn, xé toang hạnh phúc gia đình, để lại nỗi đau cho người thân, buôn làng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên là chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.